Dạ. Hả? Mừng quá, mừng quá. Ông bỏ Misa ở trong phòng thuê cho người ta giải phẫu con mắt đó. Giờ đi vòng qua đây vô chợ chợ Long Xuyên. Cái này là chợ lớn Long Xuyên á, chợ thành phố Long Xuyên. Chạy ra sau này coi cái chỗ chợ cá, tôi đi chợ tôi khoái quay qua cái chợ cá. Cái này là cá biển. Này cá nuôi. Cá chép. Cá điều hồng. Ở sau này tôi nhớ có cái bến đò ở sau này. Biết cái cần cầu cầu Nguyễn Trung Trực, cầu Nguyễn Trung Trực ở đây còn xài xe lôi nữa nè, không phải xe lôi thùng, xe lôi đó là xe lôi chở hàng. Xuyên nữa nha bà con. Chở Misa đi phẫu thuật con mắt nó xong rồi. Bây giờ trên đường về nó ngủ trong cái ba lô á. Mệt nó ngủ rồi. Cái cầu này hình như là cái cầu quay hồi xưa. Địa phận phường Bình Đức.
trà trà ôm, trà ôm chứ không phải trà Úc, trà ôm. Giờ em dậy rồi nè.
Mỗi năm đến hè lòng mơn mát buồn. Sữa cho nó uống hả? 90 ngày qua chứa trăm tình thương. Misa, nó cử ăn gà.